cướp kìa ông ơi, cướp. Cướp. Hay chơi hành đạo. Ừ, bắt nó. Cướp. Bắt nó. Bắt nó. Bây giờ. Cướp. Hai ông ở đâu ra? Làm cái quái gì thế hả? Ôi trời. À. Ui. Gãy chân em mất rồi anh ơi. Thế nào? Bây giờ hai cậu định tính thế nào đây? Cậu đâm diễn viên của tôi què chân. Thế này còn quay quái gì nữa hả? Cảnh quay bị hoãn, tiến độ làm phim bị chậm, kế hoạch bị trễ, tốn không biết bao nhiêu là tiền. Sao? Hai cậu định đền bù thế nào hả? Làm thế nào bây giờ? Thế nào tôi không biết. Từ chối không được. Bằng chứng nào anh bảo là em đâm vào cậu ta? Rõ ràng cậu ta đâm vào bọn em. Tự nhiên cái ông kia lại đi đâm vào người bọn tôi, vô duyên. Có mà hai ông tự nhiên đâm vào người tôi ý. Đang yên đang lành tự nhiên đâm vào người ông làm gì? Hơi à? Vô duyên. Này, thế các cậu tự nhiên bi lên vỉa hè làm gì? Hả? Em xin lỗi thế anh. Vỉa hè nhà anh ạ. Không phải vỉa hè nhà tôi. Không phải vỉa hè nhà anh thì bọn em đang định đi lên để chơi mà. Đúng rồi, bọn em tự nhiên có nhã hứng lên đấy lượn lờ hóng gió. Mà bọn anh tổ chức đoàn phim cũng vớ vẩn thật đấy. Không phong tỏa đường, cứ để diễn viên chạy long nhong ngoài đường thì bị đâm là phạt. Mà với cả ông này còn may đấy. Bọn em đi xe máy nhá, chứ nếu bọn em đi ô tô hay là xe lù thì có mà. Xác ơi ở lại hồn đi nhé. Ông là may lắm đấy. Gậy chân quá nhẹ. Này, hai cậu có muốn đóng phim không? Đóng phim ạ? Nãy giờ ấy, tôi rất ấn tượng với kiểu nói dối từng rừng đổi trắng thành đen của hai cậu. Với con mắt đạo diễn của tôi, nếu như hai cậu đi theo nghiệp diễn thì chắc chắn hai cậu sẽ cực kỳ nổi tiếng và gặt hái rất nhiều thành công. Trong tương lai, hai cậu sẽ Hollywood thẳng tiến. Hai cậu sẽ là làm niềm tự hào của diễn viên Việt Nam. Wow, anh em mình được mời đóng phim kìa. Trong tương lai lại còn sánh vai với các ngôi sao thế giới ấy chứ. Đúng rồi anh ơi. Bọn em đóng ạ, em nhận luôn, chơi luôn đi anh. Tốt. Hai cậu sẽ trực tiếp gặp trợ lý đạo diễn của tôi nhá. Ok. Ô, fan hả? Ô, Trung đây à? Lâu lắm rồi. Khỏe không? Hình như chào kiểu này chưa sang lắm không ạ? Chào đội trưởng. Mọi người có thấy bọn tôi cool không? Có thấy bọn tôi là giống ngôi sao hạng A Hollywood không? Anh thấy hai đứa giống hai con đười ươi với nó tiếng người hơn. Này, đang khó chuẩn. Hai lúa mà cũng phải đặt làm sao? Đúng là có biết được một. Cứ cười đi. Chẳng mấy chốc các người sẽ thấy bọn tôi sẽ là một đẳng cấp khác. Ồ, thế á? Thế là mấy người chính thức dọn về trại thương điên ở hẳn đúng không? Cười to vào, cười to nữa vào. Đến khi mà mọi người biết ý, anh em bọn tôi đã được nhận lời mời từ ông đạo diễn nổi tiếng về đóng vai chính của bộ phim Bon Tấn ý. Chúng mày xem còn cười được nữa không? Đóng phim á? Vai chính á? Bon Tấn á? Chính xác. Mà chưa hết đâu, ông đạo diễn còn hứa hẹn với bọn tôi sẽ nâng bọn tôi lên một tầm cao mới, có thể sánh vai với các ngôi sao hạng A Hollywood luôn cơ. Hai em ngồi xuống đi, ngồi đi, đứng làm gì rồi lại mỏi chân. Này này, anh bảo anh ấy rất thích đóng phim nhá, mà em có thể nói với anh đạo diễn tìm cho anh vai gì hợp với anh được không? Ông lạ nhở. Tự nhiên bây giờ đại ca lại đang xin xỏ hai con đứa biết nói không ạ? Cái mồm này lại nói vớ va vớ vẩn rồi. Tại sao mày dám nói hai anh mỹ nam, hai anh sắp làm ngôi sao điện ảnh Hollywood hạng A là đứa ơi hả? Cái mồm, ôi em mồm đây, ôi em thích nói hai anh ạ. Chưa rồi ạ. Đấy, anh vả vào mồm rồi đấy. Bây giờ nó xin lỗi các em rồi, thôi đừng giận nữa nhá. Coi như đại ca cũng có chút thành ý. Em với ông Trung sẽ có lời với đạo diễn cho đại ca. Tôi em cũng muốn nói đâu. Lạ lần hai ông ạ. Nãy giờ tôi lại thấy có người bảo anh em sắp vào trại thương điên cơ mà. Là chị Thảo Mai nói. Từ nãy đến giờ nhá, em chưa nói một tí gì xúc phạm đến hai ngôi sao lớn của chúng ta cả. Này, em im đi. Hai ông cứ coi như là tôi có mắt mà như mù, không nhìn thấy hai ngọn núi Thái Sơn cao ôi là cao đi. Hai ông nhớ nói với đạo diễn tôi với nhá. Em nhá. Giới thiệu anh trước. Tôi chưa. Anh được rồi, được rồi. Cứ để hai ông xem xét cái thái độ của hai em thế nào đã.
Bây giờ tôi muốn hỏi mấy người một câu. Mọi người có cảm thấy mình có năng khiếu làm diễn viên không? Có. Có trong không thế à? Ở ngoài đời bản chất có vô lễ thì khi làm nghề cũng phải biết diễn cho nó lễ phép chứ. Có. Thế còn được. Ngoan. Bây giờ lần lượt từng người hãy lên kia diễn cho hai bọn tôi xem. Sau khi xem xét đánh giá, tôi sẽ tiến cử vai diễn phù hợp. Ok. Thảo Mai, bà thích diễn vai gì? Sở trường của tôi là hát. Tôi muốn đóng phim ca nhạc. Phim ca nhạc à? Tốt. Thế bà thử lên trình bày ca khúc bà muốn casting xem nào. Chơi luôn, sao phải xoắn. Ba là xúc xích bò, mẹ là xúc xích heo, con là xúc xích gà, ba xúc xích ngon ghê, la 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 la, nấu gói mì ăn liền. Cái thói ham ăn tục uống của bà là không mở chừa được. Casting mà bà cứ lôi xúc xích ra làm gì? Cứ đến chịu bà thôi. Bây giờ sau này nổi tiếng, bà hát như thế có mà bẽ mặt à? Chọn bài khác đi. Nhưng mà không được à? Thôi để tôi nghĩ sau đi. Ông cứ giới thiệu tôi với đạo diễn trước đi. Nghĩ thì nách. Ngồi xuống đi. Đấy là anh. Ngồi xuống ngay. Đấy là anh. Rồi. Riêng với đại ca thì em vừa cho tình huống, đại ca vừa làm theo. Đại ca làm được không? Được. Anh hãy thử tưởng tượng mình vừa tạo một con bốn bánh cực xịn. Rồi anh ngồi lên xe nổ máy. Sau đó anh phi 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 đến nhà cô gái mà anh đang tán mãi không đổ. Đến nhà cô gái à? Thế thì đi hơi quá. Anh vào nhà cô ấy với ý định khoe khoang và khiến cô ấy cảm thấy nuối tiếc vì đã từ chối anh. Đóng vui. Cẩn thận đấy. Được. Bây giờ anh từ từ tiến thẳng vào cửa nhà cô gái. Bỗng từ đâu một con chó dại lao ra. Nó gầm gừ nhìn anh. Anh ngần ngừ nhìn nó. Nó quyết định ăn tươi nuốt sống anh. Trong tình huống này anh phải giải quyết con chó như thế nào? Như nào? Ôi anh chơi là anh chơi. Anh đừng cắn em bây giờ. Em đau lắm anh chơi. Mà này, anh muốn cắn ý, đợi tí em vào em khoe khoang khệnh khạng với nàng đã, rồi ra anh cắn. Có hiểu không? Không hiểu à? Letter em đừng mong anh sơ ấy. Ok, ok. Ôi sơi, anh Quyết ơi. Là anh Quyết ơi. Anh nói chuyện với con chó này anh phải nói bằng tiếng chó. Tại sao anh lại nói bằng tiếng người? Tiếng chó à? Gắt. Qua một tiểu phẩm vừa rồi, em đã thấy sự hy sinh vì nghệ thuật của anh. Em tin là anh sẽ một vai diễn ưng ý. Chúc mừng anh. Cảm ơn em. Lượt em. Ok. Tình huống của em là em bị người yêu bỏ mà không biết lý do. Bây giờ em hãy lột tả cái cảm xúc căm hận, phẫn uất lúc đấy đi. Nhưng mà diễn một mình khó lắm. Anh đóng người yêu em đi. Được rồi, đi. Cô là tôi chăm trước rồi nhá. Diễn viên là vị trí chưa? Máy, ra đây quay cho đẹp. Âm thanh, quay cỡ nào hả anh? Bắt con gái, lấy cảm xúc. Tất cả chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Mình chia tay đi. Chia tay á? Tay xe rồi anh ơi. Cắt ngay. Rồi ơi, tôi bảo cô diễn thế à? Đây không phải là kịch đâu. Cô phải diễn như đời ý. Bắt đầu lại đi. Chả có lý do gì hết. Tôi chán cô rồi. Chia tay. Chán à? Đau quá. Cắt. Cô làm trò gì đấy? Anh bảo em diễn đời còn gì. Bình thường nhá, ở ngoài thằng nào mà chán em ý, em đánh luôn. Em diễn tiếp nhá. Ok. Em diễn rất là có cảm xúc. Em ngồi xuống đây. Kiểu gì cũng có một vai diễn được ý dành cho cô. Thôi được rồi. Sau buổi casting ngày hôm nay, tôi thấy mọi người diễn rất là tốt. Ngay bây giờ tôi sẽ gọi điện cho đạo diễn xin vai cho mấy người luôn. Alo, anh đạo diễn ạ? Vâng, em Phan đây. À, tôi cũng định gọi cho cậu với cậu Trung đây. Ngày mai, hai cậu cứ đến thử vai nhá. Anh yên tâm, mai bọn em chắc chắn sẽ đến đúng giờ. À anh ơi, văn phòng em có 3 người muốn làm diễn viên. Anh có thể cho họ đến két được không ạ? Vâng. Anh bảo sao ạ? Anh muốn em đóng vai gì á? Ui, em vai gì chả được, miễn là được tiếp cận các em hot girl. Vâng.
À, đạo diễn hỏi mấy người muốn đóng vai gì? Vai gì mà chẳng được, miễn là được lên hình. Anh gửi điện thoại đây. Alo, anh đạo diễn à? Em là chị Trọng Quyết. Cho em đóng vai nào mà ăn uống nhậu nhẹt tẹt ga nhá. Rồi, vai phụ cũng được. Vâng ạ.